Bão Yagi đã đổ bộ vào đất liền Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp tới các khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ, với sức gió mạnh nhất là cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa to và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã làm cho nhiều cây xanh bật gốc, gây tổn hại về người và tài sản. Chỉ trong 2 ngày mùng 6 mùng 7 tháng 9, tình trạng hàng loạt xe ô tô bị cây đè, cột điện đổ hay bị bảng hiệu rơi trúng đã liên tục được đăng tải trên mạng xã hội. Bảo hiểm ô tô có nhiều loại hình khác nhau nên trước tiên, các chủ xe cần đọc các quy định của từng loại hình bảo hiểm để xác định được các trường hợp rủi ro nào sẽ được bảo hiểm đền bù. Hiện nay, bảo hiểm cơ giới xe ô tô gồm nhiều loại như bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe, bảo hiểm vật chất xe ô tô, bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện và bảo hiểm trách nhiệm dân sự hàng hóa. Trường hợp cây đổ đè lên ô tô là những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên, nên nếu mua bảo hiểm vật chất xe ô tô, chủ xe sẽ được bảo hiểm bồi thường đúng với số tiền mà chủ xe đã chi trả để sửa chữa. Nhưng mà tuy nhiên thì chủ xe cũng cần lưu ý những điều như sau: là trong trường hợp ô tô bị cây đè khi đỗ ở trên đoạn đường cấm đỗ, dù chủ xe đã mua bảo hiểm vật chất xe ô tô cũng sẽ bị đơn vị bảo hiểm từ chối bồi thường. Còn nếu như chủ xe chỉ tham gia loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, phương tiện đó bị hư hỏng thiệt hại sẽ không được công ty bảo hiểm bồi thường. Bão số 3 có tên quốc tế là Yagi là cơn bão rất đặc biệt. Bão hình thành phía đông của Philippines nhưng mạnh lên thành siêu bão trên Biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Sau khi đi vào đất liền, bão vẫn giữ cường độ rất mạnh và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho các địa phương. Theo số liệu Cục Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cho biết, đến 10 giờ sáng nay, bão Yagi, bão số 3 đã làm 14 người chết, 167 người bị thương. Theo đó, bão Yagi làm 14 người chết, trong đó do bão là 8 người, sạt lở đất là 6 người, Quảng Ninh 4 người, Hải Phòng 2 người, Hải Dương 1 người, Hà Nội 1 người, Hòa Bình 4 người, Yên Bái 1 người và Lạng Sơn 1 người. Một người mất tích do lũ cuốn tại Bắc Giang, 220 người bị thương. Các nạn nhân chủ yếu do bị cây đổ đè vào người, sạt lở đất và tàu bè trôi, mất tích. Tâm bão Quảng Ninh hứng chịu sức gió mạnh nhất ở bãi cháy lên tới cấp 14. Các khu vực cấp 12, cấp 13 chịu nhiều tổn thất nhất là về tài sản. Thống kê đến sáng nay, tỉnh có 38 tàu thuyền bị chìm mất tích, 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hại, chìm mất tích. Số nhà bị tốc mái hư hại lên đến hàng nghìn. Mạng lưới điện chịu thiệt hại với 401 cột điện bị gãy đổ, 27 trạm biến áp hư hỏng. Từ chiều đến tối qua, toàn tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Thái Bình phải cắt điện để khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn trong mưa bão. Đến sáng nay, nhiều khu vực vẫn mất điện. Sóng điện thoại cũng gián đoạn từ chiều qua đến sáng nay. 121.500 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại sau bão tập trung tại Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam. 5.000 ha cây ăn quả tại Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên bị hư hại. Cây xanh ở miền Bắc gãy đổ rất nhiều. Địa phương đang thống kê, riêng Hà Nội là khoảng 17.000 cây. Sáng 8 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với 26 địa phương từ Thanh Hóa trở ra để đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, triển khai các biện pháp cấp bách, khắc phục hậu quả bão Yagi. Đánh giá bão số 3, Thủ tướng nói đây là cơn bão có cường độ mạnh, tăng nhanh và mạnh nhất trong 30 năm qua. Tăng cấp không theo quy luật, thời gian lưu bão trên đất liền lại dài hiếm có và diễn ra trên diện rộng. Mặc dù đã chủ động phương án tuyên truyền nhưng thiệt hại vẫn rất lớn. Thưa quý vị và các bạn, bão Yagi đã đổ bộ vào thủ đô Hà Nội vào tối ngày 7 tháng 9. Do ảnh hưởng của bão Yagi, bắt đầu từ chiều ngày hôm qua trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện mưa dông kèm theo gió giật mạnh. Mưa bão đã quật đổ và làm gãy hàng nghìn cây xanh trên nhiều tuyến phố, khiến giao thông bị ảnh hưởng. Từ sáng sớm, người dân cùng các lực lượng đã có mặt để dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa bão. Cơn bão số 3, bão Yagi đi qua đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân tại thủ đô Hà Nội. Và có thể thấy là đêm qua rất là nhiều người dân sống trong cảnh lo lắng, lo sợ và đặc biệt là với những người dân sống tại các tòa chung cư cao tầng. Cho đến sáng nay thì rất nhiều người dân ra đường vô cùng ngỡ ngàng bởi cảnh tan hoang của đường phố. Hàng nghìn cây xanh thì bị quật đổ và trong đó có cả những cái biển bảng quảng cáo khiến cho giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Và cho tới chiều tối nay thì công tác khắc phục hậu quả bão vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, bão số 3 đi qua làm gãy đổ hơn 14.600 cây xanh trên địa bàn thủ đô. Nhiều cây xanh đổ gãy sau mưa bão vẫn chắn ngang các tuyến phố ở Hà Nội. Để đảm bảo cho các phương tiện di chuyển, nhiều cây xanh đã được lực lượng chức năng xử lý thu dọn gọn vào bên đường. Nhiều người dân Hà Nội cũng dành thời gian quét dọn đường phố khắc phục hậu quả sau mưa bão. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chỉ đạo cần cố gắng giữ, trồng lại những cây xanh hàng trăm tuổi vừa bị gãy đổ do bão số 3. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các sở ngành phối hợp chặt chẽ với các quận huyện, ưu tiên một số việc và ưu tiên số 1 đó là nhanh chóng khôi phục giao thông trong hôm nay ngày 8 tháng 9, để ngày 9 tháng 9 người dân có thể đi làm, sinh hoạt bình thường. Thưa quý vị, sau một đêm bão số 3 càn quét, tại thời điểm này rất nhiều địa phương ở các tỉnh thành đang phải hứng chịu nhiều mất mát nặng nề. Tại tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng của bão số 3, tỉnh chịu thiệt hại vô cùng lớn. Từ hôm qua cho đến nay trên toàn tỉnh đã bị cắt điện do hệ thống điện bị thiên tai tàn phá, gây mất điện và mất sóng điện thoại. Để cầm cự, nhiều người dân xếp hàng từ sáng sớm tìm mua xăng về chạy máy phát điện. Từ 7 giờ sáng, người dân đã đi xếp hàng chờ mua xăng. Mỗi người đều cầm can trên tay, xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt. Tôi đang xếp hàng mua xăng. Nhà có phải dùng bơm nước hay nhà có con nhỏ phải xếp hàng. Mất điện khiến gia đình anh Đinh Mạnh Hùng gặp nhiều bất cập trong việc sinh hoạt. Anh Hùng đã phải đứng ở đây chờ hơn 20 phút để mua xăng. Xếp hàng mới được có 20 phút thôi. Ở đây còn dài. Mua xăng về để dùng cho cái sinh hoạt về điện ở gia đình nhà, dùng vào cho máy lổ để phát điện. Ông Ngô Chí Công, bảo vệ của một ngân hàng cho biết, từ hôm qua đến hôm nay đã chi hơn triệu tiền mua dầu để phục vụ cho việc phát điện. Hôm qua mua 40 lít rồi mới cộng trong thùng gần 80 lít. Đây là tôi ấy của ngân hàng. Vì quá đông người mua nên nhân viên phục vụ không kịp, một số người dân giúp đỡ bằng cách tự mình bơm xăng vào can. Vây quanh nhân viên bơm xăng là hàng loạt xe máy, bình can khác xăng. EVN cho biết, các đường dây bị sự cố do ảnh hưởng bão sẽ được các đơn vị điện lực đang tập trung xử lý, khẩn trương khôi phục cấp điện ngay sau khi bão tan. Bão Yagi là siêu bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm trở lại đây tại Việt Nam, là cơn bão kỷ lục chưa từng có ở Biển Đông, đồng thời cũng là cơn bão mạnh nhất châu Á trong năm 2024. Nhiều cơ quan khí tượng quốc tế đã đưa ra nguyên nhân lý giải về điều này và đánh giá siêu bão Yagi là cơn bão hiếm khi đi vào Biển Đông mà mạnh lên thành cấp siêu bão. Theo các chuyên gia của Đài khí tượng quốc gia Trung Quốc, trong tháng 8 vừa qua do không có bão ở Biển Đông nên có rất nhiều năng lượng tích tụ trên biển. Điều này tạo cho bão Yagi mạnh lên. Trước đó, Trung tâm Dự báo bão của Mỹ cũng đánh giá bão Yagi gây mưa to gió mạnh trên diện rộng khi đổ bộ vào Việt Nam. Theo tài liệu thống kê, thì các siêu bão trước đây chủ yếu hình thành ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, sau đó đi vào Biển Đông và thường giảm cường độ. Bão Yagi cũng là cơn bão hiếm vì trước đó chưa có cơn bão nào khi đi vào Biển Đông mà mạnh lên thành cấp siêu bão. Nhưng với bão Yagi, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão đạt cấp 16, giật trên cấp 17. Trong quá khứ, có rất nhiều cơn bão mạnh hoạt động trên Biển Đông, có thể liệt kê như là cơn bão Yaelen năm 1983, đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc mạnh cấp 15. Cơn bão số 14 năm 2013 Haiyan là cơn bão siêu mạnh, có cường độ mạnh nhất lên tới cấp 17 ở khu vực phía đông của Philippines. Tuy nhiên, khi đi vào Biển Đông, bão số 14 Haiyan đã giảm cường độ, chỉ còn ở cấp 14, cấp 15. Gần đây, cơn bão số 6 năm 2018 Mangkhut cũng chỉ mạnh cấp 15, đổ bộ vào Nam Trung Quốc.